Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, mình là Đại đây. Hôm nay mình tiếp tục về kéo các cành Okubo của Nhật. Mình về được hơn 100 cái, 150 cái. Hàng này anh em xài rất là ok nên mình tiếp tục nhập về. Do bữa giờ cháy hàng không có giao lưu anh em được, anh em thông cảm ha. Bây giờ thì mình về lại rồi, anh em có gì có đặt hàng thì liên hệ mình. Về tổng quan cây kéo các cành Okubo này, Okubo này là chiều dài của nó là 200 mm, mã hiệu là 3073 single 1993. Đây là kéo các cành dài 200 mm, mã hiệu 3073 của hãng Okubo, bao gồm một lò xo dự phòng và một chốt tán dự phòng bằng thép không rỉ nha. Bên trong của nó là cây kéo dài 200 mm thép đúc nguyên khối. Đây anh em xem bọc khá kỹ ha. Đây là cây kéo kết càn Okubo, gia công bờ mặt rất là bóng, rất là đẹp đó. Người ta gia công rất là kỹ, nó là thép đúc nguyên khối. Những dòng mà loại thường thì người ta gia công không có được tốt đâu, nhìn vào nước thép là biết liền. Tay cầm được bọc da in nhãn hiệu, single 1993 và tên thương hiệu. Cái chốt là bằng thép không rỉ, khâu đồng, khâu bảo vệ là bằng đồng hết. Đó, khâu đồng rất dày, rất chắc chắn. Lò xo thiết kế dạng chữ V, lực rất là mạnh, đàn hồi rất là tốt nha, sử dụng cực kỳ lâu. Chốt cũng bằng thép luôn, chốt bằng thép nguyên khối. Thiết kế khâu của nó rất là tốt, lò xo rất là êm. Dòng lò xo chữ V này sử dụng anh em sử dụng rất là nhẹ và độ đàn hồi của nó rất là cao, độ bền nó rất là cao. Về bề mặt nước thép của nó anh em nhìn kỹ nè, nước thép người ta gia công rất là kỹ, rất là tinh tế. Mình muốn giao lưu với anh em cây kéo các cành này với giá là 600.000 chưa bao gồm phí ship. Một cây như thế này là 600.000 chưa bao gồm phí ship. Mình có ship code toàn quốc cho anh em. Anh em cứ việc đặt hàng thì cứ việc nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp vào hai nick Facebook chính, đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim. Số điện thoại liên hệ là 0966 42 5154 và 0355 734 853. Mình sẽ tư vấn cho anh em có gì thắc mắc cứ liên hệ trực tiếp, mình sẽ trả lời cho. Mình xin nhắc lại là cái kéo này mình muốn giao lưu với anh em với giá là 600.000 cộng phí ship. Anh em đợi xí mình coi kiếm cái gì để mình test thử cho anh em. Mình không có cây, mình lấy thử cái miếng cắt tông dày này ha, mình cuộn lại thành nhiều lớp. Đây nó to cỡ ngón tay cái, vết cắt rất là ngọt. Cái này cắt được những cành dai luôn nha, như cây xanh rồi cây ấy, cái đồ cây dai nhựa mũ nó cắt được hết nha. Cà phê, trái cây, cam, bưởi, quýt gì cắt nó được hết. Cái này thì anh em mua dùng để cắt cà phê, cắt cành trái cây rất là tốt. Vì những cành nhánh mà nó to cỡ hơn ngón tay cái mình này, cỡ size 15, 20 rồi nó cắt tốt hết. Thử cắt liên tục cho anh em xem.
Một lần nữa xin anh em một lượt đăng ký kênh để theo dõi những món đồ mới nhất mà mình sưu tầm được, muốn giao lưu cùng với anh em. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.